Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đăng nhập TikTok trên máy tính. Để đăng nhập TikTok trên máy tính á thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây. Bước đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ mở trình duyệt lên. Tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ truy cập vào trang là tiktok.com. Đó ở đây tôi sẽ truy cập vào trang tiktok.com. Sau đó tôi sẽ bấm enter. Đó như vậy là tôi đã vào TikTok. Tiếp theo ở đây, tôi sẽ bấm vào dòng là đăng nhập thì lúc này á nó sẽ hiển thị danh sách các ứng dụng ví dụ như là Facebook, Google, Twitter. Bây giờ các bạn chúng ta sẽ chọn vào ứng dụng mà hồi trước các bạn chúng ta đã tạo tài khoản với TikTok. Ví dụ như ở đây tôi đã tạo tài khoản với TikTok bằng Google. Nên ở đây á tôi sẽ chọn vào dòng là tiếp tục với Google. Rồi sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào tài khoản Gmail của tôi mà tôi đã tạo tài khoản trước đó ở đây các bạn chúng ta đợi khoảng vài giây nha rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ chọn vào ngày tháng năm sinh ở đây các bạn có thể là chọn bất kỳ nha rồi ở đây tôi sẽ bấm vào tiếp rồi tới bước này á nó yêu cầu là kéo thanh trượt để ghép hình mục đích của bước này á là nó yêu cầu xác minh bạn có phải robot hay không nếu bạn là người thật á thì bạn sẽ kéo được còn robot á thì nó sẽ không kéo được nha rồi để kéo này các bạn để ý thanh trượt nó có mũi tên chỉ qua bên phải này bây giờ chúng ta sẽ chọn vào mũi tên này giữ chút trái và chúng ta sẽ kéo làm sao cho nó khớp đó tôi thấy thế này khớp rồi tôi thả chưa là chưa chưa khớp đó khớp với cái mình rồi các bạn thả chuột ra đó thì nó yêu cầu là hoàn tất xác minh rồi bây giờ tôi bấm tiếp Tới bước này á chúng ta đã đăng nhập thành công rồi Bây giờ tôi sẽ mở một tab mới này Tôi nhập là tiktok Bấm enter Đó Tài khoản Của tôi đã đăng nhập thành công Bây giờ tôi sẽ tắt cái tab này đi Đó như vậy là trong video vừa rồi Tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách đăng nhập tiktok trên máy tính Nếu thấy video hay hữu đó Thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem Cỡ ơn bạn theo dõi